thì lý do tại sao mà chúng ta có thể thấy là thị trường chứng khoán nó không có tiếp tục giữ cái mức tăng cao như vậy thì có thể là vì nhiều người vẫn có cái sự lo lắng đến từ sự kiện ngày mai đó chính là cái sự kiện liên quan tới Fed sẽ có thông báo liên quan tới lãi suất ngày mai và nếu mà nào mà muốn biết thông tin chi tiết đó, thì các bạn thấy là Fed sẽ công bố lãi suất vào lúc ngày mai ở Hoa Kỳ 11 giờ trưa giờ Cali và chúng ta sẽ có cái buổi họp báo vào lúc 11 giờ 30 phút trưa. Nhưng mà nào ở Việt Nam đó thì phải chờ tới 2 giờ sáng ngày 15 tháng 12 và họp báo vào lúc là 2 giờ 30 phút sáng. Cái mà chúng ta sẽ nhận được vào lúc 11 giờ trưa giờ Cali ngày mai đó chính là Fed sẽ có quyết định là tăng lãi suất và tăng bao nhiêu. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn đó là cuộc họp báo tại vì đó là cái lúc mà Chủ tịch John Powell sẽ họp báo và đưa ra những cái thông báo chi tiết hơn cái mà mọi người quan tâm đến đó, thực sự không có phải là ngày mai sẽ tăng bao nhiêu đâu các bạn tại vì chúng ta có thể nhìn thấy được là ngày mai đã khả năng là tăng 0.5 hay là 0.75 thì bây giờ đã sau khi mà có chỉ số CPI thì các bạn sẽ nhìn thấy được là cái tài liệu đến từ CME đó thì phần đông luôn 83% bây giờ là nghiêng về mọi người nghĩ là Fed ngày mai sẽ tăng 0.5% còn uh, phần còn lại 17% thì nghĩ là Fed sẽ tăng 0.75% Thì nói chung các bạn thì được là khả năng rất cao là các bạn Fed sẽ tăng 0.5 Nhưng mà cho dù Fed ngày mai tăng 0.75 cũng không có gì là quá ngạc nhiên đâu các bạn Tại vì chúng ta cần nên hiểu là Fed bây giờ đó chỉ có hai tài liệu hai tháng liên tục liên quan đến CPI có cái xu hướng giảm mà thôi và Fed đã nói rất nhiều lần trước đây là chủ tịch John Powell phải có cái lòng tin là phần trăm lạm phát thực sự đã được quản lý nhưng mà cần bao nhiêu dữ liệu, bao nhiêu tháng thì được cái đó là điều mà không được nói rõ ràng bởi cho tịch John Powell lúc nào ông ta cũng ướp ấp mở mở thì cũng dễ hiểu thôi tại vì ông ta không muốn đưa ra một cái kết luận tại vì khi mà ông ta nói là cần 3 tháng hay là 4 tháng hay là 5 tháng và khi mà chúng ta có cái dữ liệu đó thì mọi người sẽ nói là ông nói chỉ cần 5 tháng thấy phần trăm lạm phát không tăng nữa thì sẽ giảm lãi suất hay là ngưng tăng thì lúc đó Fed sẽ cảm thấy mình bị ràng buộc vì đã hứa với lại thị trường sẽ làm cái gì đó và khi đó xảy ra thì mình phải thực hiện cái hứa của mình cho nên fed sẽ không có nói rõ đây cũng là điều dễ hiểu mà thôi thì vì lý do đó là mọi người vẫn đang suy nghĩ là ngày mai fed sẽ nói gì thì đi thường chia sẻ những gì mà fed có thể nói ngày mai tôi nghĩ đầu tiên hết thì fed sẽ đưa ra cái thông báo là cái phần trăm lạm phát có thể là đã có cái xu hướng giảm hai tháng qua nhưng mà fed sẽ nói là sẽ chờ thêm chi tiết Thường nghĩ là Fed sẽ nói như vậy Và thường nghĩ là Fed cũng sẽ không có nói tới cái việc là sẽ giảm lãi suất đâu các bạn Thường nghĩ đó là một việc nó xa vời hơn Nếu chúng ta nhìn vào những gì chúng ta thấy đó Thì cũng không có lý do gì mà Fed giảm lãi suất hết Tại vì các bạn thấy được là cái phần trăm lạm phát đó, chỉ số CPI là 7.1 Tuy đã giảm số nhiều so với lại cái tay vài tháng Nhưng 7.1 vẫn là con số cao các bạn Cao hơn con số chính thức của Fed muốn có là khoảng 2.0 Thì cái sự khác biệt rất là nhiều 7.1 tới 2.0 thì tôi nghĩ là Fed sẽ không có đưa ra bất cứ một cái lời nói nào liên quan tới việc là Fed đang nghĩ tới là sẽ giảm lãi suất đâu. Còn về cái xu hướng bên kia, cái bên mà tiêu cực đó thì nghĩ là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất mạnh thường nghĩ là Fed chúng sẽ không nói gì đâu, tại vì các bạn thấy được là không có lý do gì mà Fed tiếp tục tăng lại sức mạnh khi mà đã bắt đầu thấy có cái hiệu ứng trong thị trường rồi. thường nghĩ là khả năng cao hơn đó là Fed sẽ nằm ở chính giữa, có nghĩa là Fed ở một mặt đó thì sẽ tiếp tục nói với thị trường là Fed rất là kiên quyết để mà đẩy lùi phần trăm lạm phát này xuống thêm nữa và đi về xu hướng là 2 0 thường nghĩ là Fed sẽ không có rời khỏi cái vị thế đó, nhưng mà có thể là Fed sẽ trộn lẫn một số những cái thông tin lạc quan hơn là bây giờ Fed sẽ có thể nghĩ đến việc là những đợt sau đó chứ duyên có phải là ngày mai hay không hay là những đợt sau đó thì cũng là sẽ từ từ giảm cái tốc độ tăng lãi suất không nói là ngưng tăng nhưng mà có thể giảm tốc độ tăng lãi suất và chỉ cần là Fed nói là có khả năng tới một mức nào đó thì sẽ ngưng tăng tôi nghĩ là bao nhiêu đó thôi cũng sẽ làm cho thị trường có cái lòng tin hơn và lạc quan hơn bây giờ ra thì mọi người vẫn đang không có biết là Fed sẽ nói gì ngày mai cái mà thị trường muốn nghe là Fed không cần phải nói chi tiết là khi nào sẽ ngưng tăng lãi suất nhưng mà chỉ cần là fed chia sẻ bật mí một chút xíu là fed đang suy nghĩ đến là khi nào thích hợp để mà ngưng tăng lãi suất thường nghĩ bao nhiêu đó thôi là cũng đủ rồi. Đó là điều mà Thuận sẽ lắng ngay ngày mai và chia sẻ với các bạn. Còn về ngày mai phần trăm tăng lãi suất thì đối với Thuận bản thân Thuận mà thôi thì Thuận cũng không có lấy gì làm lạ nếu chúng ta có cái phần trăm tăng lãi suất là 0.75 hay là 0.5. Thuận thì đương nhiên nhiên về là tăng 0.5% nhưng mà nếu như tăng 0.75 thì cũng không phải là tệ lắm đâu các bạn. Có thể thị trường sẽ cảm thấy tệ và chúng ta có một đợt xuất hiện nhưng mà chúng ta nhìn tổng quát thì cũng không phải là tệ lắm tại vì cái điều quan trọng là chúng ta muốn biết là Fed đang suy nghĩ đến là đến một thời điểm nào đó sẽ ngưng tăng lãi suất và thời điểm đó là con số phần trăm lãi suất là bao nhiêu các bạn nên biết là phần trăm lãi suất hiện bây giờ của Fed đó là từ 3.75 tới 4% thì có thể nghĩ đơn giản là 4% đi thì các bạn sẽ được là nếu như mà Fed nói là sẽ ngưng tăng lãi suất ở cái mức là 6% thì các bạn thấy là từ 4% đến 6% là 2% mà thôi mà nếu như ngày mai đây chúng ta có phần trăm tăng trưởng là 0.5 thì chúng ta thấy được là trong cả năm tới đó thì chỉ tăng thêm 1.5% cho cả năm hay là nếu ngày mai chúng ta có phần trăm tăng trưởng là 0.75 thì cả năm sau chỉ tăng 1.25 mà thôi thì nói chung khi mà nhìn dài hạn đó ngày mai tăng 0.5 hay là 0.75 thì cũng không phải là quan trọng lắm. Quan trọng là Fed đang suy nghĩ đến là mức nào là cái mức dừng và chúng ta cũng đã từng nói đến là Fed đó, rất là quan tâm đến core CPI. Fed nghĩ là core CPI đó nó phản ảnh cái phần trăm thật về lạm phát hơn và hiện bây giờ chỉ số này đã đứng ở mức là 6.0 và theo lý thuyết đó thì Fed sẽ đẩy lùi được lạm phát nếu như mà lãi suất của Fed bằng hay là cao hơn là cái phần trăm lạm phát của CPI này thì bây giờ đã mức là 6.0 thì cho nên thùng mới vừa đưa ra cái nhận định là 6.0 có thể là cái thời điểm mà Fed sẽ bắt đầu nghĩ đến là ngưng tăng. Đương nhiên con số này nó sẽ thay đổi trong thời gian và có thể là tới lúc vài tháng sau con số này sẽ giảm xuống còn 5.5 thì cũng tốt luôn các bạn khi mà giảm thêm nữa thì Fed có thể ngưng tăng sớm hơn đó là điều chúng ta muốn thấy tôi không nghĩ là Fed sẽ nói là con số đã con số bao nhiêu đâu cái mà chúng ta cần phải tìm hiểu là dựa theo lời nói của Fed đó chúng ta phải hình dung ra là Fed đang muốn ám chỉ điều gì và đó là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn ngày mai trong thời gian gần đây các bạn đã biết là cái sự lo lắng của thị trường tài chính đó chính là suy thoái tài chính Nếu như các bạn nghĩ là chưa có suy thoái tài chính thì các bạn đang lo lắng là sẽ có suy thoái tài chính Nếu như các bạn nghĩ là suy thoái tài chính đã diễn ra rồi thì các bạn đang lo lắng là suy thoái tài chính này nó kéo dài hơn và xuống sâu hơn Đó là cái sự lo lắng chung trong thời gian gần đây mà thường đã từng chia sẻ với các bạn Và Fed ngưng tăng lãi suất đó, không phải là Fed màu đó các bạn Cũng giống như là Fed tăng lãi suất cũng không phải là Fed màu Các bạn đã được Fed đã tăng lãi suất cả năm nay rồi bây giờ mới thấy một chút thành quả về việc là là làm cho lạm phát chậm lại chứ đừng nói đến là đẩy lùi lạm phát mạnh cho nên chúng ta thấy được là lãi suất chỉ là một công cụ mà thôi và công cụ này đó cần phải uống nắng cần phải có thời gian mới phát huy được một số những cái hiệu ứng chứ không phải là các bạn nói là phép tăng lãi suất là sẽ đẩy lùi lạm phát được liền cũng tương tự như vậy khi mà Fed ngưng tăng lãi suất đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không có suy thái tài chính các bạn đó không phải là phép màu cho nên bây giờ cái sự lắng vẫn là như vậy khi mà chúng ta vẫn tiếp tục nhìn thấy được đây là cái thống kê thường chia sẻ ngày hôm nay liên quan đến những phần trăm lãi suất của công trái phiếu Hoa Kỳ thì sau khi mà chúng ta có chỉ số CPI thì đúng là hôm nay các bạn thấy nhìn chung phần trăm lãi suất của công trái phiếu đó đều đi xuống nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy được là bên dưới này đó phần trăm lãi suất công trái phiếu 2 năm Bây giờ mức là 4.237, trong khi mà chúng ta nhìn thấy được là 10 năm là 3.479 và 30 năm là 3.501. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là công trái phiếu 2 năm có cái lợi suất cao hơn cả 10 năm và 30 năm các bạn. Đây là gì? Đây là cái dấu hiệu đường công lợi suất đảo ngược đó các bạn. Có nghĩa là thị trường đang rất lo lắng đến nỗi mà chúng ta thấy được là công trái phiếu ngắn hạn có lãi suất còn cao hơn dài hạn nữa có nghĩa là người ta đang rất là bi quan, lãi suất của công trái phiếu dài hạn giảm xuống tại vì giá của công trái phiếu dài hạn tăng lên tại vì lãi suất và cái giá của công trái phiếu nó đi ngược chiều với nhau. Đây là cái dấu hiệu chúng ta sắp sửa có một cái suy thái tài chính thường sẽ xuất hiện trong thời gian khoảng chừng là 8 tháng tới 12 tháng các bạn. Đây là dựa theo lịch sử mà thôi sự lo lắng đó vẫn còn và bây giờ đó câu hỏi mà nhiều người không có câu trả lời là bây giờ nếu như mà Fed sẽ ngưng tăng lãi suất trong vòng bài tháng tới đó thì có quá chảy hay là không tôi nghĩ đây là một cái bài toán khó mà ngay cả Fed cũng không có câu trả lời được các bạn chúng ta sẽ theo dõi cái giọng điệu của chủ tịch John Powell ngày mai và thường sẽ chia sẻ thêm với các bạn thì ngoại trừ thông tin liên quan tới Fed ở Hoa Kỳ ra chúng ta cũng có hai thông tin khác trong tuần này đến từ ngân hàng trung mương của Châu Âu cũng như ngân hàng trung mương của nước Anh cả hai ngân hàng trung mương này sẽ ra quyết định liên quan tới lãi suất sẽ tăng như thế nào các bạn thấy được đây là cái lãi suất của ngân hàng trung mương của nước Anh ấy, thì chúng ta thấy được là đã ở mức là 0% một thời gian dài sau đó mới có cái sự tăng trưởng tương tự như đồng Hoa Kỳ nhưng mà cái phần trăm tăng trưởng thực sự là nó không có mạnh như đồng Hoa Kỳ đâu các bạn thấy được là cái phần trăm lãi suất của nước Anh thì đâu đó khoảng chừng là 3% hiện bây giờ dựa theo cái tài liệu này đến từ Financial Times thì so với lại phần trăm lãi suất của Fed trong Hoa Kỳ đó thì vẫn thua 1% các bạn và trong tuần này đó thì cả hai đều sẽ quyết định tăng trưởng thì chúng ta thấy được là phần trăm tăng trưởng lãi suất của Fed bây giờ vẫn đang ở tốc độ nhanh hơn và chúng ta có thể nhìn thấy được là tương tự đây là cái phần trăm lãi suất của ngân hàng trung ương của châu Âu. Ngân hàng trung châu Âu đó một thời gian dài là thậm chí nằm ở trong cái phần trăm âm luôn các bạn và họ đã nhanh chóng tăng lên trong vòng mấy tháng gần đây. Thật ra ngân hàng trung châu Âu đó đã đợi một thời gian dài rồi sau đó họ mới quyết định là tăng lãi suất chậm hơn cả nước anh luôn các bạn nhưng mà cái phần trăm bây giờ đó thì cũng đang ở mức thấp các bạn ở khoảng chừng là hai phần trăm mà thôi ở châu âu thì có ba phần trăm lãi suất nhưng mà chúng ta thấy được là trung bình là khoảng hai phần trăm so với lệch phép là 4% Điều này đó quan trọng tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là chúng ta rất quan tâm đến một chỉ số Đó chính là chỉ số DXY Đây là cái chỉ số mà chúng ta đo lường cái sức mạnh của đồng đô la Khi mà so sánh với lại những cái đồng khác Và các bạn thấy được là cái sức mạnh đồng đô la đã tăng trưởng rất nhiều trong năm nay và chỉ bắt đầu nguội lại à, từ thời điểm là khoảng chỉ tháng 9 mà thôi bây giờ đó ở mức là 104 điểm vẫn cao nhưng mà đã nguội lại so với cái đỉnh điểm rồi thì tại sao chúng ta lại quan tâm đến phần trăm lãi suất ở châu Âu và ngân hàng trung mương của nước Anh tại vì cái sự tương quan nhiều bạn cũng nói biết giữa chỉ số DXY này và cái thị trường tài chính là cái sự tương quan âm. Có nghĩa là chỉ số này mà tăng đó, thì chúng ta sẽ thấy màu đỏ xuất hiện trên thị trường và ngược lại chỉ số này ngủ lại thì sẽ thấy màu xanh xuất hiện trên thị trường và cái chỉ số này nguội lại chỉ khi nào mà đồng đô la đó cái sức mạnh giảm đi so với những đồng khác như là đồng euro, đồng bảng anh hay đồng yen mà thôi và để điều đó xảy ra đó thì thuận có lòng tin là chúng ta cần phải thấy được là ngân hàng trung ương của châu âu nha, trung ương của nhật bản nha, trung ương của nước anh thật sự là quyết tâm tăng lãi suất nhanh hơn và mạnh hơn ở hoa kỳ vì lý do là Hoa Kỳ tăng lãi suất mạnh hơn và nhanh hơn đó các bạn thấy được phần trăm CPI đã có cái xu hướng là khựng lại và đang được quản lý trong khi chúng ta nhìn thấy phần trăm lạm phát ở nước Anh bây giờ thì vẫn chưa có dấu hiệu được quản lý luôn đây là điều chúng ta muốn thấy là trong tuần này ngân hàng trung ương của nước Anh và ngân hàng trung ương ở châu Âu vẫn tiếp tục không trùng bước và tiếp tục tăng thêm lãi suất ít nhất là 0.5 hay là 0.75 khi mà có thông tin tôi sẽ chia sẻ với các bạn Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a